Pháp nguyện độ thoát tất cả chúng sanh
trong vô lượng kiếp số để họ có thể theo học đạo Bồ Tát mà lòng không mỏi mệt, cũng không thối lui. Tự mình khởi lòng tin tưởng và làm tha nhân tin tưởng vào sự thanh tịnh, vào con đường vị tha, vào sức mạnh của tấm tình hài hòa, vào ích lợi của công hạnh xả thân, nên lắng nghe chân lý với cõi lòng rộng mở, không hủy báng, tìm lợi để chê bai phê bình. Đó là những việc làm khiến tự mình sinh lòng vô ý, bất động trước thử thách. Chúng con xin tùy sức tu học, chúng con vô cùng hổ thẹn, xin thành tâm sám hối những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp mà chúng con đã tạo ra từ vô thủy kiếp cho tới đời nay. Do vì chúng con không biết bản bổ niềm vui, niềm an ổn, niềm hy vọng, mà ngược lại chỉ tạo thêm phiền não, sợ hãi, khổ sở cho chúng sanh. Xin Đức Bồ Tát Quán Thế Âm rụt lòng từ bi giác trì nhiếp thọ, khiến chúng con thuận duyên dễ dàng sửa đổi tâm tánh, giúp đỡ mọi người hết sợ hết lo, an lạc tự tại. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ. Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quảng Thế Âm Bồ Tát. Kính mời đại chúng khởi thân, chúng ta tiếp tục lời bài.
Xin mời đại chúng đồng an tọa. Tiếp theo, chúng con cúi đầu lễ lạy, xin học hành ứng duyên của đấng đại từ đại bi Quảng Thế Âm Bồ Tát. Khi có ai xin hỏi thì Bồ Tát liền trả lời, đó gọi là ứng đáp. Khi có ai cần tới ở bên cạnh, Bồ Tát liền hiện thân đến đó, đó gọi là ứng thiện. Khi có ai cần Bồ Tát giúp đỡ, Ngài liền tới giúp ngay, đó gọi là ứng duyên. Ứng duyên thì bao gồm hai hạng: hiện thân và hiển thân, đồng thời cũng vận dụng hạnh chân thật và thủy vô ý. Sở dĩ Bồ Tát ứng duyên là để ban an lạc và để thành tựu chúng sinh. Làm sao Bồ Tát ứng thân để thành tựu chúng sanh? Ngài Bổ Thí cho ra để thành tựu tha nhân. Ngài cống hiến thân xác và sức lực của mình để thành tựu tha nhân. Ngài nói lời chân lý để thành tựu tha nhân. Ngài cùng làm việc sát cánh bên tha nhân để thành tựu họ. Ngài dùng sự thanh tịnh, không nhiễm ô, không chấp trước để thành tựu tha nhân. Ngài chỉ dạy đạo Bồ Tát để thành tựu tha nhân. Ngài dùng sự thị hiện mãnh liệt để thành tựu tha nhân. Ngài dùng oai đức của chân lý Phật dạy để thành tựu tha nhân. Ngài dùng đủ thứ thần thông biến hóa để thành tựu tha nhân. Ngài dùng đủ thứ phương tiện thiện xảo vi tế để thành tựu tha nhân. Khi ứng duyên, Ngài sẵn sàng dẫn mình vào chỗ nhơ bẩn, bất tịnh, chỗ nguy hiểm, chỗ không ai muốn vào, chỗ ai cũng đầy thành kiến chê bai, chỗ của địa ngục, chỗ của quỷ đói, chỗ của súc sanh, chỗ của tù đày, chỗ của đọa lạc, chỗ của bóng tối, chỗ do ác nghiệp tạo ra, chỗ của đau khổ triền miên. Ở những nơi ấy, Ngài chuyển hóa chúng sanh. Nơi chỗ nhơ bẩn, Ngài biến nó thành nơi sạch sẽ trang nghiêm, để chúng sanh khởi tâm trong sạch hướng thiện. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm ứng Quảng Thế Âm Bồ Tát. Kính mời đại chúng khởi tâm đứng lên, chúng ta cùng đảnh lễ. Thank you.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nơi chỗ bất tịnh, Ngài biến chúng thành tịnh độ, để chúng sinh khởi tâm thanh tịnh muốn tu. Nơi chỗ nguy hiểm, Ngài đem đến an ổn, khiến chúng sinh được đắc an lạc. Nơi chỗ không ai muốn vào, Ngài biến nó thành nơi đẹp đẽ quang minh, khiến chúng sinh khởi lòng bình đẳng muốn vào trú ngụ. Nơi chỗ ai cũng đầy thành kiến chê bai, Ngài biến nó thành nơi thánh thiện, khiến chúng sanh thay đổi giá trị quan và cách suy nghĩ. Nơi chốn địa ngục, Ngài biến nó thành hoa sen tươi mát, khiến chúng sanh ở đó tri nhận nhân quả, tội phước, sinh khởi lòng tin, mở lòng, mở trí, rồi lập tức ra khỏi khổ đau đầy đọa, lập tức được giải thoát. Nơi chốn quỷ đói, Ngài biến nó thành chỗ no ấm, khiến quỷ đói sinh lòng rộng rãi, bớt ghen ghét, để lập tức thoát khỏi kiếp quỷ. Nơi chốn súc sinh, Ngài biến nó thành chỗ trí huệ, khiến cho súc sinh có thể cảm thông, có thể hiểu được nghiệp duyên nhân quả, rồi từ đó thoát thân cần thủ, đầu thai sinh thiên, vạn sanh cõi Phật. Nơi chỗ của tù đầy, Ngài phá tan gông cùm xiềng xích, khiến chúng sinh ở đó thấy được nhân quả của hành động và có cơ hội tạo dựng cuộc đời mới. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quảng Thế Âm Bồ Tát. Kính mời đại chúng khởi tâm đứng.